Xin chào quý vị và các bạn nha. Ngày hôm nay Xuân Bắc quay trở lại một video tiếp theo. Ngày nay video sẽ không giới thiệu về xe nữa. Sẽ là một cái video ngắn thôi để hướng dẫn khách hàng một cái thao tác cực kỳ đơn giản nhưng mà cũng khá nhiều khách hàng sau khi nhận xe cũng chưa được hướng dẫn kỹ, rồi là cũng có thể là hướng dẫn rồi nhưng mà bị quên. Vì thế cũng có nhiều khách hàng sau khi sử dụng xe thì cũng có gọi lại để cần hỗ trợ cái thao tác và hướng dẫn cái thao tác này, đó là hướng dẫn lưu cái vị trí ghế hàng ngày mình sử dụng đấy, cái vị trí ưu việt nhất mà hàng ngày mình sử dụng đó. Thì tại vì làm sao, tại vì là rất nhiều người đi xe trong một ngày chẳng hạn, cái vị trí nó bị thay đổi, thì mỗi lần mình lên xe mà mình cứ phải set up lại cái vị trí mình đi ấy thì nó mất rất nhiều thời gian. Thì hôm nay Xuân Bắc sẽ hướng dẫn quý vị các bạn nhé, một cái thao tác cực kỳ đơn giản nhưng mà cũng khá nhiều đấy khách hàng mà không sử dụng đến, nhất là các khách hàng nữ đó. Thì bây giờ Xuân Bắc sẽ hướng dẫn ngay cho quý vị các bạn. Rồi đó, bây giờ như này thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây là có ba cái số nằm ở đây, tức là mình cứ coi như là ba người hay sử dụng xe đi. Ví dụ như tôi là chủ xe này, ở đây là vợ tôi này, số 2 là vợ, số 3 có thể là lái xe riêng này. Thì khi ở một cái dáng người, mỗi người một khác, khi mà mình ngồi lên xe ấy, ví dụ như là tôi ngồi xe thì vị trí đây thì của tôi, nhưng mà cái vị trí của vợ tôi có thể là sát lại này, vì phụ nữ hay đi gần, vô lăng có thể là gần lại này đó. Thế thì vì thế là khi mà tôi lấy xe tôi đi thì tôi lại mới mất công là phải chỉnh đi chỉnh lại theo cái vị trí hàng ngày mà tôi cảm giác là đi ổn nhất này. Tức là mất rất nhiều thời gian. Vì thế cái chiếc xe Mercedes này cũng có thể hãng khác cũng có, nhưng mà mỗi cái thao tác của hãng nó khác nhau. Xe Mercedes này thì đã có cái vị trí để mình lưu lại hàng ngày, cái vị trí tốt nhất. Thì không chỉ lưu ghế đâu, vị trí ghế mà lưu cả vô lăng, lưu cả hai cái gương chiếu hậu lại. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn mình lưu cái vị trí lại nhé. Thì khi mà mình lên xe, người khác sử dụng xe của mình thì mình chỉ cần ấn duy nhất một cái số mà ngày mình nhớ mình lưu lại rồi thì nó sẽ trở về cái vị trí hàng ngày của mình cách tốt nhất. Rồi thì bây giờ đây là tôi sẽ chỉnh cái vị trí mà tôi cảm giác là đi tốt nhất này, theo ý của tôi này, coi như đây là tôi là chủ xe đi. Rồi lưu cái vô lăng nhá. Vô lăng thì ở dưới đây nó có một cái cần nhỏ này, chúng ta có thể lên xuống theo ý của mình đó. Thế thì ấn vào còn đâu chỉnh vị trí hai cái gương chiếu hậu, ấn bên trái này, sáng bên trái thì chúng ta có thể chỉnh cái gương trái. Không biết là anh em có quay được cái gương không, cái gương nó xoay không đó. Đúng rồi đấy. Rồi cái vị trí là tôi thấy ổn này, đấy là cái vóc sáng của tôi như vậy. Còn đây là ấn bên phải sáng này thì tôi sẽ chỉnh bên phải, gương bên phải. Rồi, thế thì bây giờ nhá, tôi thấy là cái vị trí này tôi thấy ổn rồi đấy. Đấy, theo cái vị trí và lái của tôi là thấy ổn nhất. Thế bây giờ rất là đơn giản thôi. Mình sẽ ấn, ở đây có cái nút, có chữ M này. Có chữ M, đúng không? Mọi người có thể nhìn thấy cái chữ M. Tôi bật flash, tôi dễ xem. Đây là M, thì thao tác rất đơn giản nhá. Ấn M này, nhả ra luôn, xong ấn 1. Đó, nó kêu tút một cái, âm thanh nó kêu tút cái, tức là vị trí hiện tại của tôi vừa đấy, tôi chỉnh ấy, nó đã được lưu lại. Rồi, ví dụ như là có một người khác cao hơn tôi lên lấy xe đi, mượn xe của tôi đi này, lùi hết cỡ này, vô lăng thì cho vào trong này, gương thì thay đổi này. Đấy, cao hơn mà, thay đổi vị trí này. Thế thì khi mà tôi lên xe, tôi lấy xe ấy, thì tôi không cần phải chỉnh, đi chỉnh lại mất thời gian nữa. Tôi chỉ cần ấn số 1 thôi, nhưng mà phải giữ yên nhá. Ấn số 1 này. Đó, vô lăng này. Đấy, thế thì nó đã trở về cái vị trí hàng ngày tôi sử dụng. Đấy là một việc cực kỳ đơn giản. Nó vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian này, vừa đảm bảo an toàn này. Khi mà mình lên xe, mình không phải vừa lái, rất là nhiều người vội vừa lái vừa chỉnh ghế, chỉnh vô lăng thì nó cũng không đảm bảo an toàn, rồi nó cũng mất nhiều thời gian. Tại sao chúng ta không sử dụng cái lưu vị trí này lại nhé? Rất nhiều khách hàng, và đặc biệt khách hàng nữ cũng ít sử dụng cái việc lưu vị trí này lại nhá. Vị trí số 2, số 3 cũng vậy. Số 2, số 3 thì nó cũng như số 1 thôi, nhưng mà mình chỉ nhớ là nếu như
mình để vị trí số 2 thì mình ấn M2, để vị trí số 3 thì ấn M3, thì vị trí nó sẽ lưu lại hàng ngày chúng ta sử dụng. Đấy là một cái hướng dẫn nhỏ nhỏ thôi, còn rất nhiều các cái hướng dẫn khác thì Xuân Bắc sẽ có những thời gian sẽ hướng dẫn dần dần, những cái rất là cơ bản, cực kỳ cơ bản nhất, sẽ không có những cái gì mà nó phức tạp về kỹ thuật, cứ cái đơn giản này thì sẽ gửi đến quý vị và các bạn để trong quá trình sử dụng xe mình tận dụng làm sao hết các cái tính năng tốt nhất của xe Mercedes-Benz. Rồi hôm video ngày hôm nay cũng ngắn gọn vậy thôi, cũng chúc tất cả quý vị và các hàng sử dụng chiếc xe của mình một cách tối đa nhất và an toàn, và đảm bảo sử dụng hết các cái tính năng ưu việt tốt đẹp nhất của xe này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.